Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một mẫu túi chuột Mickey, hay là gọi nếu mà con gái thì hình như là mini đúng không bạn? Đó, như các bạn thấy ở trong clip, ở đây mẫu túi này thì mình sẽ ứng dụng sợi thô chứ không như đợt trước mình sử dụng là sợi cốt tông Việt Nam, và hình dạng túi là hình chữ nhật. Đây các bạn, mình sử dụng sợi thô 2 mm. Đối với màu chính thì các bạn có thể đổi sang màu đỏ. Còn màu phụ thì nhất định là phải màu đen. Ở đây mình sử dụng màu phụ thứ hai là màu kem. Còn các bạn nào không sợ dơ thì các bạn sử dụng tông màu trắng tinh. Rồi nguyên liệu thì như bạn thấy là sợi thô rồi này, 3 màu. Ngoài ra các bạn còn cần một cái cúc nhỏ để làm phần gài ở đây. Nếu mà các bạn không dùng cúc thì các bạn có thể không móc cái phần chừa gài ở đây và chúng ta gắn nút hít vào cũng được. Cái này là tùy các bạn. Ngoài ra ở đây phần dây xích đeo thì các bạn có thể móc lên bằng sợi từ vị trí bên này qua vị trí bên này. Hoặc là các bạn sử dụng cái dây xích nhí dành cho bé như thế này. Nếu mà sử dụng dây xích nhí thì ở hàng cuối cùng các bạn bỏ qua một mũi đơn ở hai góc. Nghĩa ví dụ chúng ta móc lên đây, mũi đơn đây thì các bạn lên một xích và bỏ qua một chân mũi đơn ở dưới rồi tiếp tục móc viền mũi đơn thì các bạn sẽ chừa được cái lỗ để gắn xích này vào. Trong quá trình hướng dẫn thì mình quên mất cái chuyện chừa lỗ để gắn xích cho nên ở đây mình nói cho các bạn biết luôn nhé. Rồi, kích thước mẫu túi này thì các bạn tua về phần cuối clip mình có đo cho các bạn nhé. Rồi kim móc ở đây mình sẽ sử dụng kim số 4 tương ứng với 2,5 mm nhé. Ngoài ra các bạn còn cần kim khâu len, kéo. Đó, đây là tất cả những nguyên liệu mà mình sử dụng để móc mẫu túi này. Nếu mà các bạn muốn lót vải thì cần sử dụng thêm vải lót nữa nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước cho các bạn ha. Chúng ta sẽ bắt đầu móc với 29 xích nha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Rồi các bạn bỏ qua xích thứ 29 hay còn gọi là xích thứ nhất tính từ kim, đâm kim vào xích thứ hai hay còn gọi là xích thứ 28. Bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi đơn chung chân. Bạn đánh dấu mũi đơn đầu tiên lại. Móc thêm mũi đơn thứ hai vào chân này. Rồi ở 26 xích tiếp theo, mỗi xích các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Đây chúng ta đã móc được 4 xích rồi này. Giờ các bạn móc thêm 22 mũi đơn vào 22 xích còn lại nhé. Mình đã móc xong 26 mũi đơn. Thì đến cuối cùng các bạn sẽ còn một xích chưa móc này. Ở cái xích này các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi đơn chung chân. Rồi khi móc xong 4 mũi đơn chung chân ở đây thì cái tấm móc nó tự động quay ngược lại về phía mặt đối xứng bên này. Thì các bạn sẽ thấy các bạn còn mỗi dây xích sau mỗi mũi đơn ở đối xứng bên kia. Thì mỗi dây xích này các bạn cũng móc cho mình một mũi đơn 26 lần. Tương ứng với 26 xích và 26 mũi đơn.
Khi móc thì các bạn sẽ tiến hành giấu kèm cái sợi dư này đi cùng cái mũi đơn luôn nhé. Đây, các bạn cứ để cái sợi dư ở trên kim như thế này. Thì chúng ta móc mũi đơn như bình thường là sẽ giấu được. Sau khi móc xong được 26 mũi đơn liên tục thì các bạn sẽ còn một xích đầu tiên chúng ta chưa móc. Xích này là vị trí mà các bạn móc hai mũi đơn bắt đầu á. Thì ở đây các bạn sẽ móc hai mũi đơn để tạo thành ở góc 4 mũi đơn. 1 2 mũi đơn đây. Với 1 2 mũi đơn bên này. Tương ứng như góc bên này, 4 mũi đơn cùng chung một chân. Sau đó ở đây các bạn sẽ không kết thúc hàng bằng mũi trượt mà chúng ta tháo đánh dấu ra. Các bạn sẽ móc vào mũi đơn đầu tiên của hàng 1. Một mũi đơn. Và các bạn sẽ đánh dấu chân đầu mũi đơn đầu tiên này lại. Rồi, các chân còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi đơn. Sau khi xong hàng 1 thì các bạn sẽ có tổng cộng 60 mũi đơn. Và lên hàng 2 các bạn sẽ móc cho mình 60 mũi đơn. Ở góc này các bạn cũng móc mỗi chân một mũi đơn nhé. Chúng ta không tăng mũi tương tự như hàng 1 nữa. Các bạn bẻ cho cái mặt này nó lên. Đây là mặt phải. Tiếp tục móc như vậy cho đến khi hết hàng. Đây các bạn, mình đã móc đến sát cái chân mà mình đánh dấu. Như vậy mình đã móc xong hàng số 2. Nó sẽ được như thế này nha các bạn. Các bạn sẽ tiếp tục móc như vậy lên từ hàng 3 đến hàng 24. Các bạn đều móc cho mình mỗi chân một mũi đơn, tương ứng với mỗi hàng là 60 mũi đơn. Và chúng ta cũng đánh dấu mũi đơn đầu tiên lại. Đó, khi các bạn móc lên thì nó sẽ tạo thành cái phần đáy một cách rõ ràng. Rồi khi móc xong đến hàng 24 thì các bạn sẽ được phần thân túi như thế này. Đây các bạn mình đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Và hàng trên cùng 24 hàng. Đó, sau khi móc đến hàng 24 á, thì các bạn thấy cái mũi đơn bắt đầu nó sẽ hơi lệch qua về phía bên phải như thế này. Đấy là do khi chúng ta móc mũi đơn vòng tròn á, nó sẽ hơi bị lệch chứ nó không thẳng lên thẳng tắp y như là mũi kép. Hoặc là y như tấm mũi đơn các bạn móc lật qua lật lại. Đó, thì lúc này để kết thúc cái vị trí này cho nó cân xứng thì mình sẽ móc thêm 3 mũi đơn. Để cái sợi kết thúc là nó nằm ở giữa. Có nghĩa là nằm ngay vị trí cạnh bên á. Đây các bạn, như thế này. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành chèn sợi màu đen vào. Và khi móc chèn sợi màu đen ở đây á thì mình sẽ móc mũi cạnh sau luôn nha các bạn. Mình sẽ đâm kim vào vị trí ở giữa này, lấy sợi màu hồng lên như thế này, hai sợi trên kim. Sau đó mình sẽ chèn sợi màu đen vào để kết thúc cái mũi này. Kéo chặt cái sợi màu hồng cho nó đạt được độ cao của mũi đơn. Rồi, đâm kim vào chân tiếp theo. Như vậy mình đã chuyển sang mũi đơn màu đen này các bạn. Nãy mình có nói là móc mũi đơn cạnh trong nhưng mà mình nhầm nhé. Ở đây chúng ta hàng 25 vẫn móc mũi đơn bình thường như thế này. Cái sợi màu hồng mình cắt ngắn để giấu sợi đi kèm với mũi đơn màu đen nhé.
Bạn cứ móc như vậy đến khi hết hàng 25. Rồi như vậy mình đã móc xong hàng 25 với 60 mũi đơn màu đen. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng 26. Ở hàng 26 thì các bạn sẽ móc cạnh trong cho mình, có nghĩa là cái sợi màu đen này chúng ta có hai sợi này. Thì các bạn sẽ đâm kim vào sợi phía trong. Làm sao để các bạn thấy được đây ta? Đây các bạn, mũi cạnh trong. Nghĩa là các bạn sẽ đâm kim vào sợi phía trong như thế này để móc. Thay vì móc mà hết đầu mũi đơn thì các bạn sẽ thấy nó có cái đường G nổi lên như thế này. Đó, đó là cách mà chúng ta sẽ móc hàng 26 này. Đó, các bạn sẽ thấy chúng ta có cái G còn lại đây này các bạn. Các bạn có thấy được không ta? Nếu không thấy thì các bạn tua lại cái chỗ mà chúng mình móc bằng cái mũi màu xanh này nhá. Nó sẽ còn cái G này. Các bạn móc như vậy cho đến khi hết hàng 26 nhá. Đây mình đã móc xong hàng 26 với phần cạnh trong. Không thấy được thì kệ nó đi nha các bạn. Bây giờ lên hàng 27 đến hàng 35, các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ là mũi đơn, móc hai cạnh luôn, không có cạnh trong cạnh ngoài gì hết ạ. Cái phần G của hàng 26 mình chừa lại là để tí nữa móc cái bèo màu trắng của cho nó các bạn. Các bạn móc lên đến hàng 35 thì sẽ được tấm móc như sau. Rồi sau khi mình móc đến hàng 35 thì đã xong phần thân túi. À, chiều dài của phần thân là khoảng gần 16 cm nhé các bạn. Còn chiều rộng là khoảng 14 cm. Lúc này mũi cuối cùng các bạn sẽ móc kết thúc bằng một mũi trượt. Đâm kim vào chân tiếp theo. Móc một mũi trượt. Sau đó các bạn cắt sợi và giấu cái phần sợi dư này vào trong phần thân ở trong này nha các bạn. Rồi các bạn giấu hết sâu vào bên trong nhé. Thì các bạn sẽ được hoàn thiện phần thân túi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc các chấm trắng trang trí ở trên thân. Và ở đây các chấm trắng mà mình sử dụng thì mình móc khoảng 5 chấm. Đây các bạn, mình sẽ gắn ở các vị trí như thế này. Đây một cái nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Cái chấm này như tên gọi của nó, các bạn sử dụng màu trắng nhé. Ở đây mình dùng cái màu hơi ngã màu kem một chút. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật này. Và lên ở đây một nút vút như thế này. Tháo ra. Sau đó mình lên thêm một xích hơi dài một chút, hoặc là các bạn móc mà ngắn quá thì móc hai xích cũng được, bởi vì tiếp theo mình sẽ móc mũi nửa kép vào vòng tròn ma thuật này. Mình sẽ móc 10 mũi. Các bạn sẽ đánh dấu mũi nửa kép đầu tiên lại.
Rồi mình sẽ kéo cái phần sợi còn dư đây này các bạn, thật chặt tay như thế này. Sau đó ở đây mình sẽ tiến hành cắt sợi, kéo qua. Các bạn giữ sợi như thế này để nó khỏi tuột mũi. Các bạn tháo cái vị trí ban đầu, đâm kim từ phía sau ra trước như thế này và đưa cái phần sợi này qua cái mũi này như thế này các bạn. Các bạn kéo chặt lại, sau đó các bạn đâm kim vào mũi nửa kép cuối cùng từ sau ra trước nhưng mà giữa hai sợi như thế này, rồi kéo cái sợi này qua giữa hai sợi, kéo chặt lại. Sau đó các bạn sẽ cột với cái phần sợi còn lại, cột cho nó chắc thôi các bạn. Nếu các bạn không thích cột cũng được nhưng mà mình khuyên thì nên cột nhé. Đấy, mình đã hướng dẫn xong các bạn móc cái phần chấm trắng. Các bạn móc tổng cộng 5 cái tất cả. Để gắn cái phần chấm trắng này các bạn có thể sử dụng keo nến hoặc là các bạn sử dụng kim chỉ để may vô phần thân. Còn nếu bạn nào mà sử dụng vải lót đó, thì các bạn có thể để cái sợi này dài ra và chúng ta luồn cái sợi này vô trong này và cột lại luôn cũng được. Còn nếu mà các bạn khâu bằng kim chỉ hoặc là may á, thì các phần này các bạn cắt ngắn đi. Hoặc là các bạn giấu ở mặt sau như thế này. Đó, và chúng ta may vào đây bằng kim chỉ. Rồi phần may này rất là dễ nên mình sẽ không hướng dẫn nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái phần phần nơ để trang trí cái đầu của con chuột, là có cái nơ đó các bạn. Phần nơ thì các bạn cũng móc bằng màu hồng nhé các bạn. Ở đây thì mình tiếp tục hướng dẫn bằng màu xanh. Để móc phần nơ thì các bạn sẽ tạo cho mình số xích là 27 xích. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, 24, 25, 26, 27. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua 3 xích 25, 26, 27 hay còn gọi là 3 xích tính từ kim 1, 2, 3. Đâm kim vào xích thứ 24 hay còn gọi là xích thứ 4 tính từ kim. Và các bạn lấy sợi vào kim, móc vào đây cho mình một mũi kép. Như vậy 3 xích các bạn bỏ qua này chúng ta sẽ tính là một mũi kép. Các bạn sẽ đánh dấu cái đầu xích thứ 3 lại. Để lên hàng 2 các bạn kết hàng cho nó dễ. Rồi. Bây giờ các bạn cứ móc mỗi xích một mũi kép như vậy cho đến khi hết toàn bộ. Khi các bạn móc đến gần cuối hàng á, thì các bạn sẽ tiến hành giấu cái phần sợi khi các bạn tạo dây xích cho mình. Các bạn sẽ để nó kèm với dây xích như thế này. Chúng ta lấy sợi vào kim, đâm kim vào mũi xích và để cái sợi trên kim. Đó, sau móc một mũi kép như bình thường để giấu sợi. Bởi vì ở đây khi móc xong á, mình không tiến hành viền cho nên mình sẽ giấu sợi dư này ở đây luôn. Khỏi mất công dùng kim để khâu vào. Đấy, các bạn móc như vậy cho đến khi hết cái hàng số 1 này nhé. Rồi mình đã móc xong hàng 1, các bạn sẽ có 24 mũi kép và 3 xích lên và tính một mũi kép nữa, tổng cộng 25 mũi nhé. Từ hàng 2 lên hàng 7 thì các bạn cũng móc toàn bộ 25 mũi kép như thế này cho mình. Để lên hàng á, đối với mũi kép thì có hai cách lên hàng, mình sử dụng hai cách. Có một cách đầu tiên cơ bản nhất là các bạn sẽ lên 3 xích, quay lại
ba xích này các bạn sẽ tính là một mũi kép tương ứng với cái chân này, thì các bạn sẽ đâm kim vào chân tiếp theo là chân này, móc mũi kép thứ hai. Đó, như vậy nó sẽ tương tự như hàng 1 là có 3 xích tương ứng với một mũi kép và có 24 mũi kép như thế này. Còn nếu các bạn không muốn lên 3 xích như của mình á, vì nó tạo cái độ hở quá lớn, thì các bạn sẽ lên hàng số 2 theo một cách khác như sau. Ta quay lại như thế này nhá. Rồi các bạn kéo dài cái sợi này ra tương ứng với độ cao khoảng mũi nửa kép á. Sau các bạn đưa kim ra sau, đồng thời cái ngón tay phải giữ chặt cái sợi ở trên kim để cho nó không tuột như thế này. Sau đó các bạn lấy cái sợi mới vào kim, đưa ra trước như thế này và kéo qua hai sợi trên kim. Đây các bạn sẽ được một mũi kép giả như thế này, tương ứng với chân đầu tiên, và các bạn tiếp tục móc vào chân thứ hai một mũi kép bình thường. Khi các bạn móc như thế này á, thì cái chỗ này nó độ hở nó sẽ ít hơn khi các bạn lên 3 xích. Và các bạn cũng đánh dấu cái chân mũi kép đầu tiên ở đây, hay còn gọi là mũi giả kép. Đây, cái chân đầu tiên của nó sẽ là ở vị trí này. Đó, các bạn tiếp tục móc mỗi chân một mũi kép cho đến khi các bạn được 7 hàng nhé. Đây là phần nơ sau khi mình móc xong 7 hàng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lúc này mình sẽ kết thúc hàng bằng cách lên một xích và cắt sợi. Cái sợi này mình sẽ giấu vào giữa các chân của mũi kép nhé. Đó, mình giấu như thế này. Các bạn có thể chọn giấu hết, hoặc là chúng ta cắt bỏ cái sợi dư này đi. Cái phần nơ này nó sẽ có kích thước như sau. Chiều rộng khoảng 13 và chiều dài là 7. Rồi các bạn sẽ gập cái phần nơ này lại như thế này, làm 3. Đầu tiên là ở giữa, ở hai đầu, sau đó các bạn gập vào ở giữa như thế này. Rồi, chúng ta chuẩn bị một đoạn sợi như thế này, các bạn quấn xung quanh cái phần này. Rồi, sau khi quấn xong này các bạn cột ở phía sau lại nhé. Cái dây này các bạn nên chừa dài một tí, nãy mình chừa nó ngắn quá. Càng chặt tay càng tốt nhé. Đó, xong phần nơ các bạn. Cái phần dây này các bạn có thể để ở đây để tí nữa chúng ta may vào phần thân túi cũng được. Hoặc là nếu các bạn cắt đi thì các bạn may bằng kim chỉ hoặc dính bằng keo. Cái này là tùy các bạn nhé. Rồi xong cái nơ. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần nút gài ở giữa. Để móc cái phần nút gài á thì các bạn sẽ đếm từ hai đầu vào ở giữa. Cái phần nút gài này các bạn sẽ móc bằng màu đen nhé. Nhưng mà vì mình hướng dẫn bằng màu đen á, thì các bạn sẽ không thấy rõ. Cho nên mình sẽ hướng dẫn tiếp tục bằng màu xanh. Các bạn sẽ đếm vào cho mình 10 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và đâm kim vào chân thứ 11. Thế này. Rồi chúng ta sẽ chèn sợi vào. Sau đó các bạn lên một xích, đâm kim vào cái chân các bạn chèn sợi và móc vào đây cho mình một mũi đơn. Tiếp tục móc 8 chân tiếp theo, mỗi chân một mũi đơn. Sau khi móc xong các bạn sẽ có 9 mũi đơn liên tục như thế này. Chúng ta lên một xích và các bạn quay lại, bỏ qua xích vừa lên, đâm kim vào mũi đơn, móc cho mình một hàng mũi đơn. Các bạn móc từ hàng 2 đến hàng 7, tương tự mỗi hàng 9 mũi đơn như thế này cho mình nhé. Đây mình đã móc xong 7 hàng. Các bạn lên một xích để lên hàng 8. Chúng ta sẽ móc như sau. 3 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn.
sau đó lên 3 xích, bỏ qua 3 chân ở hàng 7, đâm kim vào chân thứ tư và móc ở cuối hàng này mỗi chân một mũi đơn, tổng cộng các bạn sẽ còn 3 mũi đơn. Lên một xích để lên hàng số 9. Quay lại. Ở hàng số 9, các bạn sẽ móc mỗi chân này một mũi đơn. 1 2 3. Và ở trong khoảng không này, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi đơn. Nếu mà vẫn thấy còn chỗ thì các bạn có thể móc 4 mũi cũng được, không sao hết nha các bạn. Đây, ví dụ ở đây mình thấy vẫn còn rộng này thì mình sẽ móc thêm một mũi nữa là 4 mũi. Rồi sau đó móc 3 chân này mỗi chân một mũi đơn. Vậy các bạn cắt sợi và giấu sợi cho mình. Dấu sợi thì tương tự như cách dấu sợi mà mình đã hướng dẫn. Đây, cái nút gài nó sẽ như thế này các bạn. Các bạn sẽ gắn cái cúc tương ứng với cái vị trí lỗ hổng tạo thành ở đây. Đó, đó là cái phần nút gài mà chúng ta sẽ móc. Các bạn móc bằng màu đen nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần tai. Phần tai thì các bạn sẽ móc hai tấm hình tròn như thế này bằng màu đen. Nhưng mà nếu hướng dẫn màu đen thì các bạn không thấy, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng màu xanh nhé. Rồi để bắt đầu móc thì các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật cho mình nhé. Các bạn hãy tạo theo thói quen, không nhất thiết phải tạo theo cách của mình. Ở trong vòng tròn ma thuật này mình sẽ lên 2 xích. Lên thêm một xích nữa là 3 xích, ứng với độ cao của một mũi kép nha các bạn. Đánh dấu xích đầu ở đây. 3 xích này mình sẽ tính một mũi kép, cho nên ở đây mình sẽ móc thêm 14 mũi kép nữa. Đây, mình đã móc xong 14 mũi kép. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Tính cả cái đầu xích mình đánh dấu thì đây sẽ là mũi kép thứ 15. Rồi các bạn kéo sợi để đóng vòng tròn ma thuật. Các bạn cố gắng kéo sao cho cái lỗ tròn ở giữa nó nhỏ hết mức nhé. Ở đây mình hết sức rồi, chỉ cần kéo, đành phải để một cái lỗ nhỏ xíu như thế này. Rồi các bạn đâm kim vào đầu xích thứ ba, móc vào đây một mũi trượt để kết thúc hàng đầu tiên. Các bạn lên 3 xích để chúng ta lên hàng thứ hai và đâm kim vào chân mà các bạn móc mũi trượt này. Đây, móc cho mình vào đây một mũi kép. Các bạn đánh dấu cái đầu xích thứ ba này lại cho mình. Đây chính là mũi kép đầu tiên, mũi kép thứ hai. Như vậy ở hàng 2 các bạn sẽ có 2 mũi kép chung chân. Rồi. Chân thứ hai chính là chân mà nó hơi bị hụt hụt một chút ở phần đầu đây các bạn đừng bỏ qua cái chân này nhé. Chúng ta sẽ đâm kim vào đây và móc 2 mũi kép chung chân. Một mũi. Hai mũi. Rồi mình đã lặp lại được 2 lần, tổng cộng ở đây chúng ta có 15 mũi thì các bạn sẽ lặp lại tổng cộng 15 lần. Bây giờ chúng ta còn 13 lần nữa.
Bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng số 2 này nhé. Sau khi móc xong hàng số 2, các bạn sẽ được 30 mũi nữa, 30 mũi kép nha các bạn. Ta móc mũi trượt vào đầu xích. Rồi sau đó các bạn lên 3 xích. 3 xích này ứng với chân đầu tiên. Một mũi kép. Chân của nó chính là 3 xích ở hàng dưới. Chân tiếp theo sẽ là chân bên cạnh này các bạn. Đây, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi kép chung chân. Như vậy ở hàng 3 các bạn lặp lại cụm chân đầu tiên 1 mũi kép, chân thứ hai 2 mũi kép chung chân. Lặp lại tổng cộng 15 lần cho đến khi hết hàng. Hoặc là các bạn có thể nhớ là chúng ta móc so le, cứ một chân một kép, chân tiếp theo sẽ là 2 kép. Các bạn cứ làm lại như vậy cho đến khi hết hàng 3 nhé. Sau khi móc xong hàng số 3, các bạn sẽ được 45 mũi nửa kép. Chúng ta cũng kết thúc hàng cách móc mũi trượt vào đầu xích thứ 3. Sau đó các bạn cắt sợi và chúng ta sẽ tiến hành giấu sợi. Hoặc là các bạn có thể kết hàng bằng cách không móc mũi trượt mà các bạn cắt sợi ở mũi kép cuối cùng và giấu sợi như cách mà mình hướng dẫn các bạn khi giấu sợi ở phần thân này. Đây, như vậy các bạn sẽ được phần tai khi móc bằng màu đen như thế này. Các bạn móc 2 tấm cho mình. Và đối với phần tai thì các bạn sẽ gắn vào ở vị trí này các bạn ha. Sau khi gắn tai xong thì các bạn sẽ gắn nơ lên trên đây cho mình như thế này. Rồi gắn nơ. Rồi các chấm trắng thì các bạn sẽ gắn ở vị trí này cho mình ha. Các bạn gắn căn làm sao so le cho nó bằng nhau nhé. Rồi các bạn chuẩn bị một cái cúc cho mình. Ở đây mình có cái cúc này, nó hơi nhỏ một tí, các bạn nên tự chọn size lớn hơn. Các bạn gập cái này vào đây đúng không, thì cái phần lỗ nó sẽ ở đây. Các bạn sẽ gắn phần cúc ở đây cho mình đó. Rồi đó là cách mà mình gắn các bộ phận nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần váy. Phần váy thì lúc mà các bạn móc ở hàng 26 mình có nói các bạn chừa một đường cạnh ngoài đây các bạn này, hơi khó nhìn một chút nhưng mà nó sẽ có một đường cạnh ngoài ở đây. Thì các bạn sẽ móc vào đường cạnh ngoài ở đây để tạo phần váy. Chúng ta sẽ móc từ cạnh bên ở đây nha các bạn. Các bạn kéo sợi chèn vô trong cạnh ngoài này và lên cho mình 3 xích. 3 xích này ứng với một mũi kép. Sau đó các bạn lấy sợi vào kim, móc vào cùng chân với cạnh ngoài này. Một mũi kép thứ hai. Có nghĩa là ở cứ mỗi chân thì các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép chung chân. Rồi sang chân thứ hai. Rồi đâm kim vào cùng chân này. Rồi chân thứ ba.
Các bạn cứ bóc hai kép chung chân như thế này cho đến khi xong cái phần bèo hàng một nhé. Đây mình đã móc xong hàng viền đầu tiên. Sau khi móc xong hàng này thì các bạn sẽ có 60 mũi kép. Các bạn cũng kết thúc bằng mũi trượt vào đầu xích. Sau đó chúng ta sẽ lên hàng số 2. Ở hàng số 2 các bạn sẽ lên 3 xích ứng với mũi kép đầu tiên. Sau đó đâm kim vào đầu xích thứ ba ở hàng dưới này, có nghĩa là cái chân mà các bạn móc mũi trượt đó. Các bạn móc cho mình thêm mũi kép thứ hai vào đây. Chúng ta lại tiếp tục móc hai kép chung chân ở hàng này cho đến khi hết hàng. Nếu mà các bạn nào mà không thích nó gọi là độ bèo của nó gợn sóng như thế này á, thì các bạn có thể lựa chọn là một chân thêm mũi và một chân không thêm mũi, có nghĩa là một chân một kép và một chân hai kép. Còn ở đây mình móc chân nào cũng hai kép hết. Các bạn cứ móc như thế này cho đến khi xong hàng thứ hai nhé. Rồi đây là phần bèo nhún sau khi mình móc xong hàng số 2. Đây các bạn, rất chi là gợn sóng luôn. Rồi ở đây mình sẽ kết thúc hàng bằng một mũi trượt vào đầu xích thứ ba trong cụm 3 xích mình đã móc nhé. Sau đó mình lên một xích và cắt sợi dấu sợi. Chúng ta sẽ giấu sợi giữa các mũi móc. Các bạn có thể dùng kim hoặc là các bạn đâm kim vào giữa các mũi móc như thế này. Đó, sau đó các bạn đưa sợi qua và kéo bằng mũi móc qua. Hình như mình hơi mắc kẹt ở đâu đấy rồi. Đó, các bạn giấu hết cái phần sợi vô trong cái các mũi móc này nhé. Sau khi giấu sợi xong và các bạn may các bộ phận như tai và nơ, rồi chấm trắng và đóng thân túi thì các bạn sẽ hoàn thành được mẫu túi như thế này nhé các bạn. Ở đây phần tai thì mình cho nó lên cao để lộ ra sau phần nơ. Các bạn có thể để phần tai xuống thấp và phần nơ bao phủ phần tai cũng được. Mà mình thấy như thế này thì xinh hơn. Rồi. Bên này thì mình cũng đã gắn cúc vào như thế này. Nếu mà các bạn muốn cái này có độ phồng ra thì cái vị trí gắn cúc các bạn có thể xịt lên trên đây nhé, tùy các bạn. Rồi đối với phần xích thì các bạn có thể dùng sợi và móc vào hai bên hông và đi lên cho đến khi hết cái độ dài mà các bạn mong muốn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng xích nhí để làm quai cho mẫu túi này. Mẫu túi này thì các bạn có thể đeo hoặc là khi mà móc cho bé thì các bạn điều chỉnh lại tạo thành cái ba lô nhỏ cũng được các bạn. Nếu mà muốn làm ba lô nhỏ thì các bạn gắn một cái đê ở đây, ở phía sau cái chỗ đây, cái đê. Có thể các bạn gắn cái đê ở xung quanh cái cúc này cũng được, vì cái đê thì thường nó sẽ to hơn cái cúc. Đây mình ví dụ nhé, các bạn sẽ gắn ở đây. Thì khi mà các bạn sử dụng á làm ba lô thì các bạn móc thêm dây xích ở đây và vòng hai sợi các bạn đi qua hai bên ở vị trí này và may vào hai bên ở vị trí này thì các bạn sẽ tạo được mẫu ba lô cho bé. Vì phần quai là khá là đơn giản cho và tùy ý thích mỗi người cho nên mình chỉ hướng dẫn bằng lời như vậy thôi nhé. Mình sẽ đo kích thước cái phần túi này cho các bạn. Chiều rộng của nó là khoảng 14 cm, độ cao mà tính cả tai khi mà để lộ trên cái phần mép cao lên như thế này thì nó sẽ có độ cao là 21 cm, gần 21-20 cm các bạn đó. Còn nếu mà độ cao tính từ cái phần mép túi này thôi á thì là khoảng 15 cm, hơn một xí nhá. Đó, đấy là kích thước mẫu túi này. Nếu mà các bạn móc mà làm điện thoại á, thì các bạn tăng hàng cao lên. Tăng hàng thì các bạn có thể tăng hai hàng màu hồng thì sẽ tăng một hàng màu đen. Đó, đó là cách mình sẽ tăng cho đối với những cái mẫu điện thoại mà các bạn sử dụng cái túi này. Dành cho người lớn nhé, còn dành cho bé thì mình thấy như thế này khá to rồi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nhé.